người, lại là Dolly đây. Ngày hôm nay mọi người thấy tôi có ngầu không? Hôm nay chuẩn bị một cái mắt kính để mà không có bị nhiêu mắt. Mọi người ơi, nắng quá. Mấy cái vlog trước á, thấy nhiêu mắt xấu quá đi. Ngày hôm nay thì Dolly đang đứng trước bảo tàng Viện Diệt Chủng Armenia. Nơi đây đã bất tử hóa về cái ký ức của người dân Armenia khi mà hơn 1 triệu người dân đã bị diệt chủng vào thế kỷ thứ 20. Và để tìm hiểu về vấn đề này thì mọi người theo chân Dolly nha. Đi thôi. Cao quá, chồng tôi đang than. Cố lên chồng yêu. Hôm nay thật sự rất là nóng luôn á mọi người ơi. Bây giờ tụi tôi đi á thì có rất là ít người ở đây. Chỉ có hình như nãy lúc ở trước có một chú thôi. Không biết là đi vô trong đó là có đông người hay không. Nơi đây thì tôi cũng đã muốn đi từ một thời gian trước rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mới sắp xếp để mà đi đến đây được. Đây là khu phức hợp thể thao và hòa nhạc nằm phía trước của bảo tàng. Sao mà hôm nay vắng que mọi người ơi. Hôm nay tụi tôi đi là chủ nhật. Đi lộn chỗ rồi mọi người ơi. Bây giờ phải đi vòng qua cái mặt khác. Ở đây người ta đang quay video, hình như là tôi nghĩ là âm nhạc hay cái gì á. Đi không có xa, có 500m à. Lẽ ra đi thẳng từ cái chỗ lúc nãy á, là tới bảo tàng. Đằng này đi một vòng luôn cho nên là mệt xỉu mọi người ơi. Có tiếng hát ở đâu đây á. Bảo tàng này nằm dưới lòng đất nên là lối vào hơi bị khuất. Đây là thời gian làm việc của bảo tàng. Bảo tàng diệt chủng Armenia được xây dựng đúng 80 năm sau sự kiện bi thảm trong lịch sử dân tộc. Tầng đầu tiên của bảo tàng là tầng bán hầm, nơi đây lưu giữ các tài liệu và hiện vật liên quan đến thời đó, và còn có một phòng hội thảo cho 170 người. Không chỉ khách du lịch mà dân địa phương cũng đến đây để thành kính tưởng nhớ tới công ơn của tổ tiên. Diệt chủng Armenia đã phá hủy hơn 2.000 năm văn hiến Armenia ở miền đông Tiểu Á. Lúc mới vào thì sẽ là những cái hình ảnh mà cái cuộc sống bình thường của người dân ở trước đây á, như là những cái em bé học sinh đi học nè, những cái bệnh viện nè, những cái câu lạc bộ đá bóng nè. Người ta có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, rất là bình thường. Cấu trúc bên trong là hình tròn, ví như câu chuyện ngụ ngôn về các vòng tròn của địa ngục. Cái cảm xúc của tôi khi mà thấy những cái hình ảnh này á, thì nó thiệt là nó rất là đau lòng. Tại vì những cái người này là những người vô tội. Tôi cũng không biết nữa. Không biết nói sao luôn á. Thôi đi tiếp. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman đã thực hiện một vụ thảm sát không thương tiếc đối với người dân Armenia. Tổng cộng hơn 1,5 triệu người Armenia đã bị giết, trong tổng số khoảng 2 triệu người Armenia sống trên lãnh thổ đế chế Ottoman thời đó. Nửa triệu còn lại bỏ trốn, tìm nơi ẩn náu ở nơi xứ lạ. Đi xuống dưới đây nó ù ù cái tai sao? À, hình như do ở trên núi hay sao? Anh đi xuống đây anh có thấy bị ù tai không? Sao em bị ù tai á? Nó có bùng 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 ở đây. Đang nằm ở dưới đất. Ngoài những khác biệt về sắc tộc và tôn giáo, cuộc diệt chủng còn xuất phát từ sự thất vọng vì thất bại quân sự của người Thổ chống người Nga trên dãy núi Kafkas. Trong cuộc chiến 5 ngày, người Nga đã dập tan cuộc tấn công của người Thổ. Khoảng 50.000 người Thổ bị chết trong trận chiến đó.
lan truyền tin đồn rằng các binh sĩ người Armenia trong quân đội đã bỏ chạy về phía người Nga và giúp đỡ họ trong trận chiến, cho nên mới dẫn đến sự mất mát như vậy. Sau đó, đế chế Ottoman tuyên bố người Armenia là những kẻ phản bội và đe dọa sẽ trả đũa. Cuối cùng, sự kiện đau lòng này đã xảy ra. Bảo tàng này đó là nêu lên những cái tội ác khủng khiếp vào thời đó và để cho cái tương lai sau này sẽ không bao giờ phải lặp lại thêm một cái sự khủng khiếp đó nữa, cũng như là không chỉ ở Armenia mà ở trên toàn thế giới. Năm 1915 đến năm 1916, khoảng 800.000 đến 1,2 triệu người, bao gồm phụ nữ, trẻ em và kể cả những người già đã bị bắt tham gia tới cuộc hành quân chết chóc tới hoang mạc Syria. Ở trong cái bảo tàng này á, nó có rất là nhiều cái hình ảnh mà phải nói là khủng khiếp. Và tôi sẽ không có đưa những cái hình ảnh đó đi vào trong cái video được. Ở phía trước lối ra của bảo tàng sẽ có một quyển sổ ký tên và viết những dòng suy nghĩ của du khách. Ở đó có rất nhiều người đến từ các nước trên thế giới và người ta đã viết những lời thực sự rất là cảm động. Đây là một vài lời nhắn rất cảm động của du khách khi đã ghé thăm nơi đây. Anh, cảm xúc của anh khi đi vào trong đây xong thì thấy như thế nào? Thì buồn chứ thế nào? Buồn ha? Anh nhớ sợ buồn. Sao không? Mới đó mà đi hết một vòng rồi đó mọi người. Bây giờ tụi tôi sẽ đi ra ngoài. Ở ngoài đây cũng có một cái khu tưởng niệm á. Đi thôi. Còn đây là phần máy của bảo tàng nè mọi người. Có view nhìn ra thung lũng Ararat cũng như là nhìn được toàn cảnh thành phố rất là đẹp. Và thành lập chủng tộc người Armenia còn sống sót tiếp tục được thực hiện bởi phong trào quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến tranh giành độc lập Thổ Nhĩ Kỳ sau Thế chiến thứ nhất. Đất nước này nhỏ mọi người, chỉ có 30.000 km thôi, nhưng mà nó lại có một cái câu chuyện rất là buồn, rất là đau thương. Đây là ngọn lửa bất tử, nơi để tưởng nhớ những nạn nhân trong cuộc diệt chủng đó. Hàng năm, vào ngày 24 tháng 4, ngày tưởng nhớ các nạn nhân, hàng trăm ngàn người đã đi bộ đến nơi này để đặt hoa tưởng niệm. Năm 1995 thì người ta đã cho xây dựng cái đài tưởng niệm này. Và ở trên đó có ghi dòng chữ đó là: nếu bạn quên đi những lỗi lầm trong quá khứ, khả năng cao bạn sẽ lặp lại chúng một lần nữa. Trước Thế chiến thứ hai, cuộc diệt chủng của Armenia được coi là tội ác lớn nhất lịch sử. Tính đến năm 2021, 30 quốc gia bao gồm Pháp, Đức, Nga và cả Hoa Kỳ cũng đã công nhận sự kiện này là diệt chủng. Và đã hết vlog ngày hôm nay rồi. Xin hẹn gặp lại mọi người vào mỗi thứ năm hàng tuần nha. Bye bye.